hả? Thế con phải đi học lại mẫu giáo thôi. Ai là người có lỗi? Người đó mới phải xin lỗi con. Tôi cứ lo là anh tới trễ không gặp được cho Siwon chứ hên quá. Yeah. Cô còn nói được hả? Cái đầu của cô á chỉ để một tóc thôi và không hề có não. Chiều nay là sinh nhật con gái em. Vậy anh có biết là trên đời này tôi ghét nhất là loại người nào không hả? Đó là loại người như anh đó. Anh muốn sa thải tôi, anh cứ sa thải đi.